với cái tâm tâm đấy thì là tâm tốt, nhưng mà cái pháp múa hát đấy sở dĩ là nó làm chướng ngại cho những pháp thượng nhân. Tức là cái người đó mà có cái tâm múa hát vì muốn lan truyền Phật pháp, vì muốn người ta hiểu được Phật pháp nhiều, hát những cái bài hát về Phật pháp ấy, thì cái người đấy cũng có được cái phước thế gian, tức là mình sẽ có được cái phước ở cõi nhân và cõi thiên, nhưng cái người đấy sẽ là chướng ngại cho cái phước chứng đắc được thiền thông đạo quả. Thế là sau này cái người đấy mà muốn chứng được thiền, chứng được thần thông và chứng niết bàn thì rất khó. Thì cái tập khí múa hát đó, nó sẽ làm cho cái tâm rất là năng xăng phóng dật, và nó làm cho tâm cũng khá là bất an tán loạn. Đấy thì cái pháp đấy là cái pháp nó có cái phước mà cái phước thế gian luôn, và nó sẽ làm chướng ngại cho cái pháp suốt thế gian của cái người đó. Những người đó tự lựa chọn nhá. Nếu như mình làm cái phước thế gian đấy thì mình sẽ hưởng phước thế gian, nhưng mà muốn đi đến niết bàn thì mình chỉ có nên giảng giải Phật pháp, truyền bá những cái pháp mà không cần phải thông qua múa hát, đâu có phải cứ thông qua múa hát thì mới truyền được Phật pháp đâu. Truyền Phật pháp bằng những cái cách là mình thỉnh pháp, các cái vị giảng pháp đến thuyết giảng Phật pháp thì thù thắng hơn là múa hát. Múa hát thì làm cho người ta khởi lên cái tâm thiện rất là yếu ớt, và cái tâm phóng dật nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, thì nó đâu không đi đến rốt ráo, không đi đến thủ thắng cao như là một cái người thuyết giảng giáo pháp được.